gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn luôn thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hơn cũng chẳng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Yeah. Đời đang vui tự dưng phải có em thay cha nuôi. Giờ đời con xui không biết phải nói sao cho hết rồi. Ngày nhõng nhẽo xong rồi lại còn thêm cái tật mày nheo. Đời con khúc này xong rồi kiếp trước con nợ kiếp này nó theo. Nó quậy nó phá nó như bà má nó không giống con người ta. Con sợ nó quá không tin luôn á, chắc phải quỳ gối thì nó mới tha. Tam nam bất phú thêm nữ giàu ú ú. Mà con thấy đời con không giống như lời các cụ. Sống chung anh em một nhà vui không ít cũng nhiều buồn đau. Mỗi người một tính cách mà giống như vách nhà vô hình cách nhau. 10 vạn câu hỏi vì sao em gái con hỏi khó lường. Câu hỏi khó nhất làm sao để ta nói lời yêu thương. Sẵn sàng buông lời sắc mỏng làm đau những người ta thương, để rồi tiếc rẻ lời mở lòng không dám soi mình ở trong gương. Tranh luận rồi tới cãi vã như bữa cơm ta ăn trong nhà, và sau bài học đắt giá nụ cười thay những lần có mày mà. Có đôi khi gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn yêu thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hờn cùng chóng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Rồi, trừ ghi vô nháp đi. Ghi xong rồi. Rồi, 60 đúng không? Rồi. Cộng vô. Em chào anh Huy đẹp trai, một buổi sáng tốt lành nha. Sáng sớm đã định anh dậy rồi. Chắc muốn xin anh thêm cái gì đúng không? Trời ơi, anh Huy ơi. Đều là. Em có biết cái đó là chơi đúng không? Em mới rửa. Giỡn mặt ra hả? Mới rửa mà Huy. Em mới sáng sớm mà làm gì căng vậy? Có anh đuổi em được không? Không. Huy, đừng căng nữa. Xin cái gì xin đi. Em muốn nói với anh Huy á, em không có xin xỏ gì hết á. Mà là em định đó là chiều nay á, em làm xong hết việc rồi, anh cho em qua nhà của bé Cúc á, làm thêm 2 tiếng ha. Xong việc rồi. Dạ. Thì đi đi, xin cái gì? Hả? Xong việc rồi cho đó. Cho thiệt hả? Trời ơi! Đó, anh dễ dãi gì bị hại hết chưa? Sao em lỡ chớn vậy ta? Xin lỗi nha. Ai thuê bả vô nhà mình vậy? Người ơi, mọi người ơi! Mọi người ơi! Cô Lan! Ôi, chào cô! Xin chào cả nhà! Cô Lan xin chào! Dạ, chào cô. Gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị vào lúc 20 giờ hãy đến tệ xá của chúng tôi để dự tiệc thôi nôi của con chúng tôi. À hả? Thôi tiệc hả? Ủa, thôi nôi? Ủa, cô đẻ nào mà sao thôi nôi được cô? Khoan, như có gì đó sai sai đúng không cô? Có gì đâu mà sai. Đẻ con có con là bình thường, không có đẻ mà có con vậy nó mới lạ. Ủa, là sao cô? À, con nuôi. À, con nuôi hả cô? Thôi, cái đứa bé này hoàn cảnh hết sức là đáng thương luôn. Cha mẹ mất sớm, người ta đẩy bé ra ngoài đường. Thấy vậy, cô chú động lòng thương, đón bé về, ôm ấp bé trong vòng tay trìu mến. Trời ơi, tình người của cô chú cao cả quá. Bây giờ có nhiều đứa bé bị như vậy quá cô, thật là tội nghiệp. Nhưng mà bé nhà mình là trai gái vậy cô? Một bé gái thiệt là xinh xắn. Ê, Su, vậy là em sắp có bạn chơi rồi đó. Thích nha. Ủa, mà bé gái đó tên gì vậy cô? Sau một thời gian nghiên cứu để tìm ra một cái tên cho hợp phong thủy với cô bé, dạ, cô chú quyết định đặt tên bé là Ba Ba. Hả? Cô, con gái đặt tên Ba Ba, cô phải Mama với cô. Ôi, Mama quê quá à. Đặt tên Ba Ba với một cái ý nghĩa là cô Lam muốn bé Ba Ba sau này phải thừa hưởng cái tính tốt bụng dễ thương của Ba Ba. Chơi chữ là giống như là chú Ban vậy á cô. Cô Lan chơi chữ. Cô chú làm vậy á là con thấy có phước lắm á nha. Đúng rồi. Ủa, mà cô qua đây chơi sao không dẫn bé qua đây chơi luôn? À, ba bé đang ẩm bé trên đường qua đây. Hay quá. Ê, chú Ban vui lắm anh hai, chứ chú Ban vui lắm. Không chờ được nhìn thấy mặt đứa bé quá. Dạ. Đây mở máy chụp hình lên chụp sẵn luôn nè. Đến rồi. Dạ, chú dễ thương nè, dễ thương quá. Bé gái đâu chú? Bé gái nè, bé gái nằm trong này nè. Đúng rồi.
đây 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 đây. Cái gì vậy chú Ban? Gọn kìa. Trời đất ơi, trời đất. Trời đất ơi, cái gì tự nhiên nhốt bé vô trong đây vậy? Nó ngập thở sao? Hả? Nó nằm không có hợp thở đâu, nó quen rồi. Ủa? Cái này là con bà con mồ mà. Thì dù dòng cũng một dòng với nó đó, một loại thôi, nhưng mà cái này là ba ba, còn rùa là khác nữa. Là con nuôi của cô chú đó hả? Đúng rồi. Con bé ba ba dễ thương. Dễ thương lắm nè, dễ thương lắm nè, đẹp trai lắm á. Ấy đẹp gái lắm á. Ba ba. Dạ. Qua đây qua đây qua đây. Ba ba. Ba ba dễ thương quá. Chú Ban ơi, con thích lắm luôn á. Thích không? Con thích không? Dạ. Rồi con phải chơi với nó ha. Dễ thương quá Su. Thấy chưa, Su thấy ba ba, Su cũng thích. Ở đây cô chú cũng thích. Vậy mà mấy đứa có vẻ không thích, ngạc nhiên. Mấy đứa bánh kỳ. Đó. Thiệt hả? Cô chú mới sinh con nuôi. Tất nhiên. Chúc mừng cô chú nha. Không có gì. Ôi trộm vía ông bà thương cho. Đứa bé đó hết sức là ngoan ngoãn. Tối nay cô tính làm tiệc nha, đãi cả xóm mình luôn. Rảnh qua ăn chung với mọi người nha. Tối nay hả? Ờ. Tối nay chắc con bận rồi. Không sao không sao, cô hiểu mà. Tới là vui thôi, không cần lấy quà đâu. Đúng vậy, tại vì tối nay con đi làm thêm. Chứ cô nghĩ đi, lương nhà anh Huy ít ỏi lắm, xài đâu có đủ. Bella nè. Dạ. Cô Lan thấy Huy như là con. Là con với anh Huy không có hợp tuổi nhau. Cô làm ơn bỏ cái mối mai mối này giùm con được không? Ông xã ơi, xong chưa? Ông xã ơi, nhanh lên. Đi coi ông xã ơi. Xong chưa? Em gọi anh à? Chưa xong đâu. Đợi anh tí nhé. Tí thôi. Anh còn cạo râu, tẩy tế bào chết, quát lông, cắt lông mũi, tỉa ở mày, dưỡng môi, dưỡng mắt, dưỡng da. Không. Tí nha. Baby à, đừng nóng lòng mà. Không. Đợi nha. Nhanh đi. Đợi đi. Không, nè. Nhanh lên ơi. Tôi chịu hết nổi rồi. Không, con không thích đàn ông mỗi lần tức giận lên lại thoa son. Vậy thì ông ấy mình chọn Vinh đi. Nhưng mà cẩn thận nha. Trời ơi, tại vì thằng Vinh nó quá đẹp trai, gái sẽ bu quanh nó. Nếu mà con chọn Vinh ấy, một tuần 7 ngày cô sợ là con khóc 8 lần á. Mình ơi, mình đừng có bỏ mẹ con em mà Mình ơi. Buông tôi ra. Không buông. Rồi quá chán cô rồi. Mình ơi, em xin mình đó. Mình đừng có bỏ mẹ con em à. Giờ có buông ra chưa? Không. Ở ngoài kia có rất là nhiều cô hot girl đang xinh đẹp đang đợi tôi, hiểu không? Bỏ ra, tôi chán cô rồi, buông ra. Đừng có chán em à. Mình ơi, mình thèm em đi mình. Tôi không thèm nữa. Mình thèm em đi. Mình thèm mình mới cưới em mà đúng không mình? Học. Đừng có chắc bỏ vợ đi. Đừng mình ơi. Đừng mình ơi. Đi ra đi. Mình ơi. Mình quay lại hả mình? Quay lại với em hả mình? Đúng, anh quay trở lại rồi đây. Trả anh chiếc dép. Mình ơi! Không được nha cô, không được. Tuyệt đối không được. Không được, đúng rồi. Tuyệt đối là không được, đúng không? Trai đẹp nguy hiểm lắm. À, trong gia đình đó, hai anh em kia là coi như bỏ đi. Cô chỉ tránh một mình thằng Sang thôi. Bởi vì sao? Thằng Sang xấu nhất nhà hả? Mọi người không có quan tâm đến nó. Nhưng mà mọi người không biết là bên trong thằng Sang là một cái tâm hồn rất là bao la bát ghét. Vì người ta nói chồng xấu dễ xài. Chọn đi. Lan. Hả? Đừng nói tới. Ủa? Cô đang giúp con hay là hại con vậy? Có, cô đang đề cao con lên. Cô đề cao nhưng mà đạp xuống vậy? Không có đâu. Tấn công đi. Chồng ơi. Chồng à. Em làm gì mà lâu quá vậy? Nghỉ tại ăn miếng bánh lăn đi. Em mới làm á. Được rồi. Anh sẽ thử nha. Dạ.
À, nhưng mà anh muốn em đút cho anh ăn. Tự ăn đi. Bà xã là nhõng nhẽo nữa rồi, đút cho anh ăn đi mà. Thôi mà, có tài chứ phải bị liệt đâu. Tự ăn đi. Thôi mà, bà xã đút cho anh đi. Đút cho anh đi. Không. Không đút là anh thua một cái đó. Thôi. Không. Thôi, nếu mày sống mà thôi. Nè. Thôi. Anh hút qua đây luôn á. Thôi. Thôi sợ nha, sợ. Sợ. Hả? Em bị điên hả? Em bị khùng hả? Đừng có như vậy, em biến thái hả? Đâu làm gì đâu. Xin ra. Em chưa kịp làm gì hết. Thôi anh đừng có chối, em làm tôi nổi da gà ở chân này, ghê quá. Ơi, Bèo, mày nói gì vậy? Bèo. Bèo, trả tiền. Bèo. Bèo, đứng lại. Dạ? Trả tiền đi. Vụ gì cô? Đi chung nó trả tiền đi, nó chưa trả tiền. Mà phải con biết gì đâu. Con đâu biết gì đâu. Ôi. Sao về trễ vậy? Sao cô chưa ngủ nữa? Mới rồi bé Xu ngủ, giờ đi về phòng ngủ. Mà anh dầm mưa về luôn hả? Ờ. Trời ơi. Không sao, tôi không sao đâu. Thì sẵn sáng giờ chụp hình cho cô chú Lan Ban lại đứa con á, nên ướt chút rồi không sao đó. Trời ơi, cứ tưởng đâu là cô với chú á, thương con dữ lắm. Ai về đâu bắt thằng nhỏ dầm mưa chụp hình vậy đó. Rồi bệnh nhỏ rồi sao? Không bệnh được đâu, nó khỏe dữ lắm. Trời, nó trâu hay nó người mà khỏe chứ vậy? Muốn cô gặp đi rồi mới biết. Thôi bây giờ đi vô thay đồ đi. Để hôm một lát bệnh á. Tụi nói tụi không sao mà. Tôi nói là đi vô thay đồ đi. Để một lát bệnh. Nói không sao mà. Đi vô thay đồ. Tôi xuống tôi pha nước gừng cho uống. Để cho ấm cái bụng. Cô bị gì vậy? Ấm như lao cho như má tôi vậy? Vô thay đồ đi. Rồi tôi pha một ly nước gừng cho dùng. Cho ấm bụng. Tôi không sao rồi. Nhưng mà kiểu rồi kìa. Rồi vô quá. Để vô thay đồ đi. Trời. Nó phải làm sao mà xì liên tục như vậy. Phải ở nhà. Chào. Anh Vinh không được đi ra ngoài chơi nha. Để Xu chăm sóc cho anh. Đây nè, cái này phải để trong này. Bác sĩ Xu chăm sóc cho anh Vinh kỹ quá ha. Vinh đỡ chưa? Nó đỡ rồi. Đúng hỏi mà đỡ cái gì? Không sao đâu mà. Mình cứ nghĩ đi. Xu ai. À, nè, ba qua chơi với Xu nè. Yeah, ba. Chào chú. À, chào con. Ủa, nó làm sao hả? Bệnh rồi chú. Trời đất ơi, cái thằng sao mà ẻo lả thấy sợ luôn. Mới có bao nhiêu đó mà bệnh rồi. Con thấy tại chú với cô đó. Mới dầm mưa chụp hình cho cô chú á. Là bệnh luôn rồi đó. Thằng tri cục nè. Chú với cô nè. Cả ngày khỏe re, có gì đâu. Yếu quá mẹ. À, chú qua đây nè. Chú gửi đứa con gái chú. Ấy con với coi chú ngày được không? Ủa mà chú đi đâu? Chú đi lấy hàng mà không có ai trông nó hết à. Một mình chú lu bu rồi nó tùm lum la việc hết à, cho nên là không có coi nó được, thấy không? Thôi giờ con coi nó chú ngày giùm nha. Vậy chú... để Xu coi cho. Xu à, em còn phải đi học nữa, hay anh Vinh ở nhà nè, để cho anh Vinh coi đi. Thôi Vinh sẵn nó đang ở nhà nó thì nó nghỉ nè. Thôi Vinh coi giùm cho chú đi, nhớ nha. Nó đói thì cho nó ăn, nó khát thì cho nó uống. Nãy buồn ngủ dỗ nó ngủ giùm, nhưng mà nhớ là cho nó uống sữa giùm cho chú, cho điều điều chút xíu. Uống sữa luôn hả chú? Uống sữa luôn. Trời ơi. Rồi có dắt nó đi bơi luôn không chú? Rồi lâu lâu cũng dẫn nó ra cho nó bơi, cho nó khỏe, nghe không?
chứ không có gì đó. Trời ơi, này con thấy con da nó đẹp trắng nõn trắng nà đó hả, hồi xưa đen thui thù lùa về trắng nõn trắng nà. Khổ lắm, ở nhà chơi với nó nghe. Thôi nè, ở đây chơi với anh chị nghe, thấy không? Ba đi làm ba kiếm tiền để mua sữa về cho con nghe. Ở nhà chơi nha nha nha, cục vàng cục ngàn cục ngọc cục vàng cục ngọc cục kim cương cục ba nha. Nghe con, để con cho chú nghe. Su, lên thay đồ đi rồi đi học nè. Dạ. Chị Su đi học nha. Bye 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 bye, bye nha. Con gái gì mà làm gì hư hỏng quá anh à. Trời ơi, giờ không biết sao mà chiều nó luôn á. Thôi để anh đem vô bếp nha, chứ để ngoài này nó bò lung tung hết. Nên cẩn thận nha. Ừ. Trời ơi, sao cứ anh để sẵn đồ tươi rồi, em nấu cháo cho Vinh ăn giùm anh. Vinh còn sốt cao lắm anh Huy. Đang bệnh đừng lại gần. Ai thèm. Tôi muốn lại gần để tôi hỏi là anh muốn ăn cháo heo hay cháo bò để nấu thôi. Bò đi. Nhà hết bò rồi, cháo heo được không? Nhà hỏi gì à? Cô bị rảnh à? Hỏi cho vui. Với lại hỏi coi để biết anh còn sống hay chết. Sống thì tôi vô tôi nấu, còn chết rồi thì thôi khỏi nấu đỡ mất công. Chưa không mặc. Heo, heo nha. Gì cũng được. Ôi trời ơi, trời. Trời ơi, cái gì vậy? Sợp vậy ta. Bệnh có chút xíu thôi à, mà mua cả một con ba ba để tẩm bổ. Con này tệ gì cũng 1 triệu mấy 2 triệu. Hay, tính ra có lộc ăn quá ha. Bệnh vậy thôi mà được ăn thịt ba ba luôn. Ê. Ôi, sao thọ cái đầu cái dài dữ vậy bà. Hết hồn hả. Bé bà à, em đừng có lo, chị sẽ nhẹ nhàng với em. Cuộc đời em là may mắn lắm mới gặp được chị đó bé ba à. Yên tâm, để chị lo. Phải băm cho thiệt nhuyễn thì cháo nó mới ngon. Muốn ăn cháo ba ba thì sẽ có cháo ba ba. Thương bé ba quá. Thôi, mệt quá mở ra ăn cháo rồi uống thuốc. Thôi, con nghe đi. Ăn cháo đi rồi uống thuốc nè. Thôi thôi đi. Khỏe chưa con Vinh? Trời đất ơi, khỏe chưa con? Ủa chú Ban, sao chú Ban vô nhà con mà chú... Tao tin Ban, tao Ban ở đâu không được. Mệt bị quá. Nè, Vinh khỏe chưa? Chú có mua mớ trái cây nè, cho con ăn cho nó khỏe nha. Dạ, ăn đỡ. Vitamin C không á con nha. Ừ, khỏe rồi phải không? Dạ, ăn đỡ. Ừ, được rồi. Thì vui rồi. Trời. Xin chào chú Ban. Chào chú. Chào cả nhà. Ừ, vô đây, vô đây. Trời ơi, làm gì hết con Huy. Anh Vinh đỡ chưa? Mà. Anh Vinh đỡ mà rồi hả? Siêu thương. Hả con? Dạ. Ủa, con gái chú nó đâu rồi? Dạ, trong bếp á chú. Ủa, vậy hả? À. Ôi ôi, ở nhà có chăm sóc nó giùm tôi không? Cho uống sữa nè, thấy không? Rồi nó đói cho nó ăn, nó khát cho nó uống, phải không? Cảm ơn con nha. Nó nằm đâu con, nó đâu? Trong bếp á chú. Ủa vậy hả? Nó ở trong bếp đó, nó ngoan lắm luôn á. Để Su dẫn chú Ban đi vô trong coi nha. Ờ, đi con, đi. Ủa?
Vinh à, em thấy sao rồi? Con cháu hả? Cháu đi. Ba ba ơi, ba ba ơi, ba ba. Ba ba ơi, con ơi, con ơi. Ủa? Ba ba, con ơi. Cái Bang ơi, ba ba đâu rồi? Ủa? Nó đâu? À, con biết rồi. Hay là ba ba đi chơi trốn tìm rồi? Chơi trốn tìm hả? Dạ. Vậy giờ con với chú đi tìm nó đi nha. Dạ. Rồi, hai, ba. Ba ba, ba, ba ơi, con ba ơi, ba con ba ơi. Cuốc à, hai, cuốc. À. Ủa, sao kỳ vậy? Không có. Ô. Ba ba ơi. À. Ba ba ơi. Ba ba ơi, con ơi, con ơi. Cuốc à, cũng không có luôn. Ê, hai. Biết đâu chừng nó nằm trong nồi cơm điện. Ba ba con ơi, cuốc. À. Ủa? Ôi, ra đi. Ủa chú Ban. Ê, nó đâu? Hay là nó bò ra ngoài sân chơi ta? Ừ, thôi đi ra tìm nó con, đi đi. Thôi 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 thôi, để một lát tìm đi. Cái đi vòng vòng thôi, giờ anh ăn cháo cho khỏe nè. Công nhận anh Huy nha. Anh Huy thương anh Vinh dễ sợ luôn á. Mới bị sốt một chút xíu thôi mà là đã mua ba ba về tẩm bổ cho anh Vinh rồi. Vậy ba ba tôi nó bầm tôi cháu cháu cho thằng Vinh ăn hả? Mày ác, mày bầm nó, tôi bắn rồi. Mày bỏ rồi. Trời ơi, ăn miếng đỡ buồn chứ. Mày yên, tao quả ra. Con gà bẫy. Mày ăn chưa đã hả? Mày còn muốn tao ăn thịt con gái tao nữa hả mày? Bèo, đi nấu cháo đi. Em, tao nhìn nè. Bệnh chi không biết đó. Tao bệnh mà đánh người ta. Ông mà bình thường em bệnh đâu cũng vậy mà. Chơi với bạn tiện đi lên ngủ với anh. Yêu thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có đi làm bầm bút xì làm bầm quá. Rất là bút xì làm bầm luôn. Ừ, mẹ đây, mẹ đây, con ơi, con trai quá. Rồi rồi, mẹ. Hả?